Chào tất cả anh em ạ. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với anh em cái lồng bẫy bìm bẹp bên mình đang cung cấp á. Thì cái này là bìm bẹp này mình mới đi bẫy về nha anh em, còn rất là nhát. Mình sẵn mình quay luôn cái giới thiệu luôn cái lồng cho anh em xem luôn. Thì cái lồng này kích thước là dài 30, rộng 15 cm nha anh em. Lỗ lưới 1/2, loại lưới 35 kg một cuộn nha anh em, mà chì chống rỉ. Đó, lưới này lưới rất là ok, anh em có thể bẫy bìm bẹp nè, bẫy trùng đèn, trùng bạc má ha, sóc bông cũng nhum thì đều được hết nha anh em. Có hai khoen chống sảy nè, sập xuống thì hai khoen rớt xuống là phá cửa lại nha anh em, cũng chống chống đẩy cửa. Này mình mới bẫy về nên nó rất là nhát, nó tung lụng lông hết trơn. Bìm bẹp thì anh em bẫy bằng trứng vịt nha anh em, hoặc là anh em lấy quả bóng nào trắng trắng tròn tròn á, như bóng bàn hay bóng gôn gì đó, anh em bỏ vô cái lồng này đều nhử được bìm bẹp hết ha. Đặt thì nói chung cũng dễ, tùy địa hình mà mình đặt nha anh em. Nếu mà đặt địa hình ở trên trên cạn thì anh em cứ bỏ xuống mấy lùm cây rậm rậm là bẫy được à, như bụi tre đồ với mấy cái lùm rậm á, hoặc chỗ nào anh em thấy có nhiều vỏ ốc á và biết cái điểm đó bìm bẹp thường xuống ăn á, là bỏ xuống là dính liền nha anh em. Đặt thì sáng đặt chiều hâm, hoặc là nay đặt mai hâm gì đều được nha anh em. Đó, anh em nào cần lồng bẫy bìm bẹp thì liên hệ mình, Zalo mình là 0936 09090 nha anh em. Hàng mình ship toàn quốc. Chào tất cả anh em.